Welcome back to MSI 2019 here in Ho Chi Minh City. I'm Rảnh the Third, joined by Meliodas of Phong Vu Buffalo. As they- Thì đầu tiên chúc mừng team mình vì đã chiến thắng trong cặp đấu CHẾT break này ha. Thì không biết team mình đã coi như là làm gì để vượt qua một cái một ngày thi đấu rất là mệt mỏi này. Thua trận với Fakebook chơi nên là về nhà team em nó có nói sao ta em không biết nói gì. So after the loss against Fibonacci, we were a bit shocked after the game, and then we went back to our gaming house and we have some preparation for this very intense games.